Đâu con đọc cuốn nào? Sách này đi rồi mà, rồi con lật ra đi. Con lật ra mà đọc cho. Open. Nè em bé tắm nè. Split đúng rồi, chà tay chà chân. Đó con này con gì bu? Duck. That's right, đúng rồi. Giờ mày mở ra nha. Peekaboo, nó chơi sao con? Peepo. Peepo. Nè nó mâm mâm nè. Mầm mầm mầm. P, đúng rồi, P. Open. Open. À, tới giờ đi ngủ rồi, bú à. Đi ngủ. Đi ngủ, con làm đi ngủ đi. Đi ngủ. Nè, bố bố. Open. Cái gì đây? Nè, em bé nó có này nè. Đâu, sao nó khóc que 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 hả? Em bé khóc sao? Que que que. Nè, em bé cười nè. Đúng rồi, em bé cười. Làm duyên. Rồi, nè. Em bé nó có cái mũi nè. Tiên đần, tiên đần. Đâu cái mũi của em bé đâu? Đúng. Oh dear. Oh dear. Bless you. Tiên đần, tiên đần. Bố bụ. Tay nè con. Tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Mẹ hỏi tay mà tự nhiên đưa mẹ con sư tử. Tay đâu, tay đâu? Tay đây, tay đây. Tiếp nè. Ồ, em bé khóc. Em bé cười, em bé cười. Làm viên, giỏi quá. Nè, em bé chơi trò chơi. Bubble, em bé chơi trò chơi. Peekaboo. Bịt mắt chứ đâu có bịt tai con. Ờ, nó ăn đậu. Peace. Em bé đi tắm nè. Đúng rồi. Rửa tay, rửa chân, rửa mặt. Nè, em bé có cái gì đây? Con gì đó? Duck. Con duck. Duck nó kêu làm sao con? Quack, quack, quack. Rồi, em bé nó buồn ngủ. Đi ngủ. Đó, con làm đi ngủ đi. Ừ.